đen là một vị thuốc nam với rất là nhiều tác dụng quý cho sức khỏe. Tác dụng của cây xà đen đã được khoa học công nhận và tiếp tục được nghiên cứu thêm về vị thuốc đặc biệt này. Nói đến công dụng của cây xà đen thì không thể không nói đến khả năng hỗ trợ điều trị ung thư và ngăn ngừa sự phát triển của khối u. Tác dụng của cây xà đen đối với bệnh ung thư thì đã được khoa học công nhận. Đó là đề tài nghiên cứu cây xà đen và bệnh ung thư vào năm 2002 của giáo sư Lê Thế Trung, giám đốc Học viện Quân y. Nhờ vào công trình nghiên cứu này mà từ năm 2002 cho đến nay thì đã có hàng trăm bệnh nhân ung thư đã được cứu sống. Rất nhiều bệnh nhân đã cải thiện được chất lượng cuộc sống do kìm hãm được sự phát triển của khối u. Ngoài tác dụng điều trị ung thư thì cây xà đen còn có những tác dụng như sau. Đối với bệnh gan thì tác dụng mát gan, giải độc, hạ men gan, hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B. Theo kinh nghiệm mà bác sĩ y học cổ truyền Hà Văn Tiêu, chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội, thì khi cây xà đen kết hợp với cây cà gai leo, rễ cây mật nhân thì sẽ tạo thành một bài thuốc nam rất là tốt cho bệnh nhân viêm gan B và nó có tác dụng là tiêu diệt virus viêm gan B. Đối với hệ tim mạch thì cây xà đen có tác dụng ổn định huyết áp, có tác dụng là hạ huyết áp nhẹ, rất là tốt cho những trường hợp bệnh nhân bị mắc huyết áp cao. Còn đối với hệ thần kinh thì nước sắc từ cây xà đen sẽ giúp an thần, giúp ngủ ngon và ngủ sâu giấc hơn. Tác dụng chống viêm, cầm máu. Do có những hoạt chất quý mà cây xà đen có tác dụng kháng viêm và chống nhiễm khuẩn cực kỳ tốt. Nếu như bạn bị đứt tay, chảy máu hoặc là bị vết thương thì bạn hãy lấy một nắm lá xà đen tươi nhai vào rồi đắp vào vết thương. Cây xà đen sẽ giúp cầm máu ngay lập tức, ngay ngày hôm sau thì vết thương sẽ liền. Ngoài ra thì cây xà đen còn dùng để uống hàng ngày, rất là tốt cho những trường hợp bệnh nhân bị viêm loét dạ dày, viêm đại tràng. Không chỉ ứng dụng để làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư mà theo kinh nghiệm dân gian của người dân Hòa Bình thì ngày nay người ta còn sử dụng cây xà đen như là một loại trà để uống thay nước hàng ngày, giúp phòng chống bệnh tật và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Với những hàng loạt những tác dụng tốt của cây xà đen, mong rằng nhiều người sẽ biết đến cây thuốc này và để góp phần cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của